Xin chào, mình là Lê Văn Đạt, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên, lớp trưởng Minh Thư. Sau đây, mình xin trình bày chuyên sâu hơn về nhồi máu cơ tim, cụ thể là nhồi máu cơ tim có đoạn ST trên lên và không có đoạn ST trên lên. Đầu tiên nói về nhồi máu cơ tim, myocardial infarction, viết tắt MI, là hoại tử cơ tim do tắc nghẽn động mạch vành. Nguyên nhân có thể do các mảng xơ vữa, cục máu đông hay tình trạng co thắt động mạch vành, bóc tách động mạch, vân vân do việc hút thuốc lá, bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp. Và qua quan sát sự thay đổi ECG, chúng ta có nhồi máu cơ tim có đoạn ST trên lên và không có đoạn ST trên lên. Cụ thể, nhồi máu cơ tim không ST trên lên, NSTEMI hay MI dưới nội mạc là hoại tử cơ tim mà không có sự trên lên đoạn ST cấp tính. Minh chứng bằng men tim trong máu, troponin I hoặc troponin T và CK sẽ được nâng cao. Có thể thấy ECG thay đổi như ST trên xuống, đảo ngược T sóng hoặc cả hai. Ở đây chúng ta chưa thấy sự xuất hiện mảng xơ vữa hay cục máu đông. Về nhồi máu cơ tim ST trên lên, STEMI hay MI xuyên thành là hoại tử cơ tim có thay đổi ECG cho thấy đoạn ST trên lên và không đảo ngược bởi nitroglycerin. Minh chứng là men tim troponin I hoặc troponin T và CK tăng lên. Lúc này chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của mảng xơ vữa, cục máu đông. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.